Ngọc nào, phát âm SC nào, phát âm SC có ba cách viết phiên âm đúng không? Ba cách viết phiên âm là ba cách đọc. Phát âm SC khi tận cùng là phụ âm vô thanh, phát âm IZ khi tận cùng của cái chữ mà chúng ta thêm SC vào ấy, nó là S Z CH SH GE CE. Và trường hợp cuối cùng là trường hợp mà SC được phát âm như là Z là trường hợp tận cùng của cái từ đó là phụ âm hữu thanh. Nào Khánh Ngọc nhìn vào đây cho cô biết từ leaf có tận cùng là chữ gì? E âm không tính đúng không? Tính từ âm V, V là phụ âm vô hữu, hữu thanh thì SC phát âm là Z. Song có tận cùng là chữ G, G là vô hữu, hữu thì SC phát âm là Z đúng không? Dessert, chờ, phở không thịt, phở thơm đây đúng không? Thì là chờ là phụ âm vô thanh, SC phát âm là S. Knife, knife e là không tính. Đó, e câm tận cùng không tính, tính từ âm V, V là phụ âm hữu thanh, SC phát âm là Z. Rồi, như vậy đáp án khác biệt ở đây là gì? Là đáp án C đúng không? Tiếp đi, câu 2 đáp án là gì em? Chalk. Rồi là B hả? Thử xem nha, chalk phát âm là chờ, viết là TS. Chemistry à, CH này không phát âm là chờ, phát âm là khờ thì chúng ta mới đọc là chemist. Chapter, chapter là gì? Chờ, cũng phát âm là chờ cho nên viết là TS là cách viết phiên âm của âm chờ. Approach cũng phát âm là chờ cho nên sẽ phải phát âm là TS. Như vậy chúng ta sẽ đáp án là chemistry. Được chưa? Rồi, câu 3. Rồi, trọng âm. Các bạn gạch chân cho cô từ primary stress là phần đánh trọng âm, có các từ khác, các từ còn lại. Đấy, để mình nhìn vào mình biết cái gì là cái câu dài, nhưng cái từ primary stress này là quan trọng nhất. Rồi, tiếp tục đi. Question, trọng âm rơi vào đâu? ION. Trọng âm có rơi vào ION không? Không, đúng không? Không rơi vào ION, họ họ hàng nhà Y thì không rơi, mà trọng âm rơi liền trước nó là từ quest. Investigate, đuôi get. In, trọng âm rơi vào đâu đây? Notice, ICE này. ICE thì sao? Họ hàng nhà Y có rơi vào không? Không, đúng không? Trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Như vậy trong hai từ này sẽ có một từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu và một từ sẽ trọng âm rơi vào khác biệt. Khánh Ngọc làm là rơi vào đâu? Motorcycle trọng âm rơi vào đâu ạ? Motorcycle thì bây giờ mình nhìn nó không thấy trường hợp ngoại lệ, không thấy ơ ân rơi gì đúng không? Đuôi CLE thì không rơi rồi, nhưng motorcycle là danh từ, danh từ trọng âm rơi vào tiết đầu đúng chưa? Như vậy là investigate và in công nhận trọng âm rơi vào từ vest đúng không? Như vậy thì chọn đáp án B là trường hợp khác biệt, trọng âm rơi vào tiết thứ hai. Còn tất cả question motorcycle notice trọng âm rơi vào tiết thứ nhất, được chưa? Tiếp câu thứ 4 nào, nhìn xem cái gì rồi nhìn trước này. Special này, tính từ này, đuôi IAL đã này, trọng âm không nhận trọng âm IAL đúng không? Trọng âm rơi vào tiết đầu đã này. Informer đuôi AL trọng âm cũng không nhận với đuôi tính từ, tính từ thì thường trọng âm rơi vào đâu? À, nhìn xem nha, đây tôi có comfortable đuôi BLE là đuôi tính từ, tính từ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu đúng không? Đó, ghi ra đi theo tại sao tôi chọn cái đó. Assertive đuôi ALE là đuôi tính từ rồi, mà tính từ thường trọng âm rơi vào âm tiết đầu vì nó không comfortable, comfortable order là o không ơ không nhận trọng âm này. Informer này, informer in tiền tố không nhận trọng âm rơi chữ former. Restaurant là danh từ, danh từ thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu. Đó. Như vậy chúng ta có comfortable tiết thứ nhất, restaurant thứ nhất, special thứ nhất, chỉ có informer tiết thứ hai. Chọn đáp án C. Được chưa? Rồi, tiếp theo các bạn sang phần need correction. Cả cái dài như thế nhưng chúng ta chỉ cần nhớ cho cô need correction thôi. Là phần gì? Chọn đáp án đúng. I have been studying, đây là thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn. À, studying French, xin. Đấy, xin thì cái vế mà có xin này là mốc thời gian thì xài đâu đây? Vế có when thì chia quá khứ đơn đúng không? Vế có xin cũng chia quá khứ đơn bởi vì bản thân cái xin với cái when này này nó chỉ là một trạng ngữ chỉ gì, mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Thế còn cái vế trước nó này này, đấy, ví dụ một cái mệnh đề trước từ when đấy cũng chia quá khứ đơn, em hiểu không? Ví dụ when I was 5 years old, khi tôi 5 tuổi thì tôi đã bắt đầu học tiếng Anh, thì I started learning English thì phải ở đây, à không phải. Thế còn xin này cũng thế, vế xin cũng chia quá khứ đơn nhưng mệnh đề
đằng trước nó là mệnh đề chính, tại vì sin nó chỉ là trạng ngữ, chỉ thời gian thôi, em hiểu không? Còn vào cái lúc đó tôi làm gì? Từ năm 2000, sin 2000, hoặc là sin I was 5 years old, từ lúc tôi 5 tuổi tôi đã bắt đầu học tiếng Anh, thì lúc đấy em phải chia thời hiện tại hoàn thành ở đây. Nhớ nhá. Đó, thì hiện tại hoàn thành sẽ là I have learned English since I was 5 years old. Đúng chưa? Đấy, thế nhìn vào đây Khánh Ngọc đã ra được phần sai chưa? Khánh Ngọc. Rồi tiếp đi, như vậy ở đây chúng ta sẽ sai về since. Đã xin thì chỗ này chỉ là mốc thời gian thôi, không phải have a started mà là chỉ started. Nhớ nhá, nhớ cái phần này cô cho ghi rồi. Còn mệnh đề, cả cái xin đấy nó chỉ là mệnh đề trạng ngữ, chỉ thời gian thôi. Chờ thời gian mà, từ lúc tôi bắt đầu học ở trường cấp 2 thì tôi đã học tiếng Pháp rồi. Thì học tiếng Pháp mới là mệnh đề chính. I have been studying English, hoặc là I have been studying French since I started đó, high school. Tiếp đi, câu 6 sai đâu đây? Đâu sai đâu? Learning vừa sửa thành gì? Nói sai phải sửa thành sửa luôn đấy chứ, cứ nói sao tịt ngúm thế. Learning sửa thành gì cho đúng nào? Theo công thức nào? Cấu trúc như nào nào? It này, chủ ngữ take này, xong làm sao nữa? Take somebody, ở đây có somebody chưa? Có dâm rồi. Time là mấy thời gian. Two time, two months ở trên nó chính là thời gian đấy. Quan trọng phải tu với không? Đây là cấu trúc mất của ai bao lâu để làm gì? Ghi vào. Bạn Thảo đâu ấy nhỉ? Thảo nhỉ? Thảo vào lớp chưa? Được chưa? Thì sẽ bằng cấu trúc gì? Thảo, it take thì bằng chủ ngữ cộng gì? Spend. Spend gì? Chủ ngữ người ta đưa lên đầu rồi nên không còn somebody nữa. Spend time và verb in. Hai cấu trúc này như nhau. Nhưng ở bên trên bài này chúng ta đang gặp là cấu trúc gì? Take, lên take thì đi với to với không, còn spend thì đi với verb in. Nhớ nhá. Như vậy đây chúng ta sẽ biến learning thành to learn. Có 7 sai đâu đây Thảo? À, vừa trả lời là sai A, thế sửa A thành gì? Đây là câu gì đây? Câu này người ta muốn nói đấy là câu có mệnh đề quan hệ, đúng không? Mệnh đề quan hệ thì phải bắt đầu bằng đại từ quan hệ. Đại từ quan hệ từ that có thể thay cho who, cho which, cho what, nhưng có đứng sau dấu phẩy không? Nhá, that không đứng sau dấu phẩy. Cái này cô dạy kỹ khi mà học trực tiếp rồi, đúng không? That chỉ đứng sau mệnh đề, ở trong mệnh đề gì? Gọi là mệnh đề, gọi là bỏ đi được đấy. Thì là chúng ta sẽ không dùng that, mệnh đề mà chúng ta gọi là mệnh đề độc lập, đúng không? Mệnh đề độc lập là mệnh đề mà có thể bỏ đi được. Thế ở đây that là gì? Cái dấu phẩy này là tên danh từ riêng rồi, thì kể cả không có giải thích, không có mệnh đề phụ thuộc đấy, thì chúng ta vẫn có thể hiểu được Lake Superior là một cái tên danh từ riêng, giống như Hoàn Kiếm Lake vậy, giống như Hà Nội Capital vậy, không cần phải giải thích thêm thì chúng ta vẫn hiểu Hà Nội Capital là cái gì, vì chỉ một nước nó chỉ có một cái capital, một thủ đô thôi. Cho nên cái dấu phẩy ở đây là gì? Khi mà ngăn cách ra là mệnh đề này có thể lược bỏ đi được, mệnh đề quan hệ phụ thuộc và không phụ thuộc thì có thể bỏ đi được. Thì khi bỏ đi được thì chúng ta sẽ không dùng that sau dấu phẩy. Nhớ chưa? Không dùng that sau dấu phẩy. Chỉ có thể dùng gì? Which thôi. Nhớ chưa? Như vậy các bạn sẽ thay that đây là gì? Là which. Đấy, chữ that này không dùng được sau mệnh đề quan hệ độc lập. Độc lập có nghĩa là mình bỏ đi được nhá. Bạn biến that là which, which sau vật. Which vừa làm chủ ngữ vừa làm tân ngữ. Là chỉ vật. Được chưa? Rồi tiếp câu 8 nào. Thảo làm nốt từ 8, 9, 10, 11, 12 đi. Ý cho cô này, gạch chân vào. By the time, đó là by thì bao giờ thường là hiện tại, thời hoàn thành. The time mà lại this letter reached her. Cái lá thư đã đến cô ấy chưa? Chưa đến. Năm chia hiện tại đơn nhưng mang nghĩa tương lai. Nó giống như after, before, as soon as đấy. Hoặc là if ấy. Vế if chia hiện tại đơn nhưng mang nghĩa tương lai thì vế còn lại sẽ là will. Nhưng nếu có by the time thì các bạn sẽ phải vế còn lại sẽ là gì? Hiện tương lai hoàn thành. Con ghi đi, phải là tương lai nhá, tương lai hoàn thành. Tương lai hoàn thành con ghi cấu trúc cho cô là will gì? Have cộng động từ phân từ hai nhá, thì con sẽ dùng là will have left. Được chưa? Rồi tiếp đi câu 9 nào. Most American don't object
Object thì đi với giới từ gì? Object các bạn đi với giới từ to ghi vào đi ạ. Đúng không? Không muốn bị gọi bằng cái tên ở nhà của mình. Đấy, object to ghi cái cấu trúc vào. Đi theo cụm đó là phrase verb. Tiếp câu 10, let's go, lời rủ dê. À thì ở đây là gì? Giống như chúng ta học câu hỏi đuôi vậy. Vừa học xong, vừa học cái chuyên đề 10 xong. Thế là gì? Lời rủ dê sẽ đi với lại là gì? Shall will. Đúng rồi. À, tiếp tục câu 11 nào. Cái tỷ lệ cái gì người tăng đi? Cái mức độ thất nghiệp tăng, mọi người vẫn dường như là mua sắm nhiều. Như vậy phải là mặc dù. Mặc dù despite này thì không được, vì despite này các bạn phải đi với of. Được chưa? Không có of thì là sai. Why thì trong lúc, trong khi thì không được. Đấy, B cũng không được rồi. Giữa C và D em chọn gì? Meanwhile thì không có nghĩa trong này, phải là mặc dù, vì nó là tỷ lệ ngược. Đúng không? Ngược chiều. Mặc dù thất nghiệp tăng nhưng người ta vẫn mua sắm. Đáp án D. Nào, 12 đến 15 nào, Khánh Ngọc. Ai rồi chứ còn gì nữa. Làm sao mà came out? Come out là gì? Lộ diện. Không biết là nổ thì phải là gì? When of. Quá khứ là hiện tại, đơn là go of. Bây giờ các bạn dùng when of. Tiếp đi câu 13 nào. I'm sorry for. For cái gì? Sau giới từ for, động từ phải thêm ing. Thì ở dưới tất cả đều là ing rồi. Nhưng mà cái gì? Shut a fuss about unfruitful plants. À, sorry for gì? À, ở đây là có cái từ plan đằng cuối này. Là từ kế hoạch. Như vậy gì? Làm kế hoạch thì chỉ có make plan đấy, chứ làm gì còn từ nào khác được không? À, ghi lên chỗ phần trong câu rồi đi, là making đi. Đấy, making plan. Ghi hẳn lên cái câu đi nhá. Câu 14 nào. Smoke, dirt, khói bụi, ô nhiễm, tiếng ồn. Tất cả các loại này đều là về sự ô nhiễm. Pollute gì nào? Polluter có được không? Sai ngay từ đầu, phải gạch ngay. Polluting có được không? Giữa A và đấy thì em chọn gì nào? Ở đây là dạng ô nhiễm, là kinds of pollutants. Các bạn chọn C. Câu 5 nào. The speaker said. Đúng không? Người dẫn chương trình nói rằng. Nói rằng cái gì đó. Sau said chúng ta đang cần một cái gì? Nothing worth listen to. Nothing worth là không có giá trị gì khi lắng nghe cả. Hoàn toàn vô giá trị, vô bổ. Thì sau này các bạn phải chọn động từ gì đây? Completely ở đây là chúng ta sẽ chọn trạng từ đứng sau said. Completely là hoàn toàn. Đấy, said completely nothing worth listen to, tức là cái người nói này này, cái ông nói này nói cái gì? Nói cái gì đó mà hoàn toàn vô giá trị để mà lắng nghe. Trạng từ này nó bổ nghĩa cho từ say, từ said. Chúng ta dùng trạng từ. Câu 17, công tác the street is high for him to reach. Nhưng quá cao. Như vậy các bạn nhớ cấu trúc gì nào? Is gì? Is to. Đúng không? To phải đi với adjective là quá cho ai để làm gì? Adjective for somebody. To với không. Đấy, thế nhìn vào công thức này chọn đáp án nào. Đúng rồi, to high for him to reach. Cái này, cái công tắc này quá cao để cho anh ấy với được. Có nghĩa là gì? Anh có với được không? Không với được. Quá là gọi là cái gì? Quá không nên làm. Quá nóng, quá lạnh thì không nên uống, không nên đi ra ngoài. Nhớ nhá, câu này cô đã dạy kỹ trong cái phần học chuyên đề rồi. Rồi, this is first time, đây là lần đầu tiên. Đấy, tôi làm cái thí nghiệm này. Lần đầu tiên tôi làm. Thì cái lần đầu tiên này thường đi với thời gì nào? Cái này phần chia thời nhá. Đó. Đấy, this is the first time. Chúng ta phải chia thời. Hiện tại hoàn thành ở đây. Đấy. Khi mình phân tích đề bài kỹ đấy xong mình mới chọn. Chứ không được cứ nhìn vào cái chọn ngay là nguy hiểm. Câu 18 nào. I have been, thời hiện tại hoàn thành. Được mời, bị động của hiện tại hoàn thành. I have been invited to a wedding. Wedding vào ngày này. Có ngày thì các bạn phải dùng giới từ gì? Rồi, on. Rồi, tiếp tục. Suitable response có mời Thảo nào. Đây hoàn toàn lời khuyên. Bạn trông xinh đẹp quá. You look nice today. Đúng rồi. I like your new hairstyle. Như vậy mình sẽ phải cảm ơn chứ, đúng không? Đấy, đáp án A. It's nice of you to say so. Đấy, bạn rất là tốt, đúng không? Rất là tốt khi nói điều này. I feel interesting thì không được. Feel này không đi với lại interesting. Interesting dùng cho vật thôi, đúng không? Ví dụ bộ phim hay là the film is interesting. Tôi cảm thấy thú vị là to be interested. Nó sai. Đây rồi, well done không được. Không phải làm tốt cái gì, bạn khen mình. It's nice of you.
phải ai đó tốt với mình để làm gì. Come let's knock a motorbike knock tag down. Rồi mình sẽ chọn cái gì đây Thảo? Rồi như vậy tôi đâm ngã bạn Ted, knock down mà. Đấy, knock somebody down là làm ai ngã. Như vậy là poor Ted. Được chưa? Rồi khổ thân, chia buồn. Được chưa? Poor Ted. Thế thôi. Tiếp chọn câu closest meaning. Khánh Ngọc nào. Main idea là ý chính. Thế ý chính thì thành gì đây? Story thì không liên quan đến ý chính. Đấy, I only have time to tell you the main idea. Tôi chỉ có kể cho câu chuyện ý chính cho tôi. Start là bắt đầu, cũng không liên quan. Như vậy giữa B và C em chọn gì? Cho cô nhá. Get là main. Đấy, ghi đi. Ghi lại cho nhớ, chứ không phải lúc nào cũng khoanh tròn đâu nhá. Học phải tập trung, phải ghi chép vào. Ghi càng kỹ thì mình càng nhớ lâu. Get là bằng main, main idea. Come next, one wide, on earth, thế giới hoang dã, trên thế giới disappear. Tuyệt chủng rất nhanh và will continue to do so unless agent action is taken. Đấy, disappear là sự biến mất. Biến mất thì bằng gì? Polluting chẳng liên quan, đúng không? Nó có những từ không liên quan. Damage là bị nguy hiểm. Destroy là phá hủy. Vanishing. Vanishing là gì hả các bạn? Bạn Thảo nào? Accept ở đây. Mình ngược nghĩa tìm từ opposite. Mình sẽ chọn từ nào? Refuse là từ chối. Refuse hay là deny hay là assist. Assist đây không liên quan. Assist là khăng khăng. Prevent là gì? Prevent somebody from doing something là tránh ai khỏi cái gì, tránh cho tôi phải gì đó. Prevent đúng không? Prevent somebody from doing something. Giữa deny và refuse em chọn gì? Refuse là từ chối, xác nhận. Deny là phủ nhận. Giữa ai đổ lỗi cho mình lấy cắp, mình phủ nhận điều đó thì mình sẽ dùng deny. Chứ mình từ chối là ai nhờ mình cái gì mình từ chối. Refuse. Tiếp tục properly. Tôi hoàn toàn cho rằng đấy thì bằng tự đối ngược với nó là gì đây? When you bought a new computer a couple of years ago, you probably thought it is 50 multiple hard disk would last forever. Như vậy ngược nghĩa probably là gì em? Đó, ngược nghĩa với có thể thì chắc chắn. Absolutely. Hai từ này ngược nghĩa với nhau. Các bạn ghi vào. Một cái là chắc chắn. Một cái là có lẽ thôi. Probably là có lẽ. Absolutely là chắc chắn. Rồi. Đây các bạn sang bài đọc hiểu. Câu 1 nào. À, bạn Thảo đọc cho cô nào. The relationship between students and teachers. Mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên. Nào. Is less formal. Đấy, nó ít quy củ hơn. In the United States than. Hơn là các nước khác. American student. Học sinh của nước Mỹ, học sinh Mỹ thì làm sao? Don't stand up. Stand up the teacher enter the room. Tức là không cần phải đứng lên khi giáo viên vào lớp. Các bạn chọn đáp án câu 25 là gì em? Đúng rồi, when. Rồi, come next. Student are encouraged to ask. Student được khuyến khích to ask question, hỏi câu hỏi during class, trong lớp học. To stop in the teacher office for extra help. Và gì? Để dừng cái kiểu như là văn phòng, đến văn phòng của giáo viên cho những cái sự giúp đỡ bên ngoài lề. To phone. Đấy, và có thể gọi điện thoại cho giáo viên if they are absent. Nếu họ nghỉ học thì có thể gọi điện. Most teacher, hầu hết các giáo viên, cái gì đó, chỗ này chúng ta cần một cái động từ. Student to enter, để cho học sinh vào lớp học muộn hoặc rời học sớm nếu cần thiết, tức họ không bắt buộc. Học là chủ động, được chưa? Như vậy em sẽ chọn câu 26 là gì? B, đúng rồi. Allow somebody do something. Thì đây là cấu trúc allow, để cho phép ai làm gì. Somebody, allow somebody do something thôi. Rồi tiếp đi. Rồi, despite, mặc dù the lack of formality, thiếu đi cái sự chuẩn chỉ nghiêm túc. Student, học sinh are still accepted, expected, đúng không? Học sinh vẫn được gì, vẫn rất là gì, trân trọng cái sự lịch sự, đối đãi rất lịch sự to their teacher, đối với lại giáo viên của mình. And fellow classmates, và gì, đối xử với bạn bè trong lớp khá là tốt. Câu 2, when students want to ask questions, khi học sinh muốn hỏi các câu hỏi, they usually, như vậy chúng ta cần một động từ ở đây, cái gì hand nào? Đáp án gì? Raise hay là erase? Raise, đáp án C, đúng không? C, raise.
Raise a hand, giơ tay, wait to be called on và đợi cho được gọi. When a test is being given, khi một bài kiểm tra được đưa ra. Talking to a classmate, nói chuyện với bạn trong lớp, is not only rude but also risky. Mà thì khi một đề kiểm tra được đưa ra thì cái việc mà học sinh trong lớp nói chuyện với một bạn khác trong lớp thì không những là gì rất là thô tục mà còn lại cấm kỵ, đúng không? Đấy, most American teachers, hầu hết tất cả các giáo viên người Mỹ consider that, đấy, xem những học sinh đó who are talking to each other, những cái người mà kiểm tra mà nói chuyện với người khác thì coi như một hình thức là bài đấy, bài ra lệnh. Đấy, nó còn thực ra có những cái rất là nghiêm, nghiêm hơn cả mình, đúng không? Câu 28 các bạn chọn gì? Cái gì nói kỹ lại xem nào, nói rõ cả cái phần đáp án xem nào, nói rõ nhá. D during nhá, cô nhắc em nói mấy lần chứ không nói ABC đâu nhá, nói D during. Như vậy đây là gì? During a test a sitting, được chưa? Các bạn phải hiểu rằng khi qua online, nếu các bạn chỉ nói với ABCD thì thực ra một phần là khó nghe, thứ hai là cụt lủn. Các bạn phải nói đầy đủ câu, em chọn D during, được chưa ạ? Như vậy đây các bạn đã xong cái phần D rồi ạ. Rồi tiếp theo sang bài này là bài đọc hiểu. Cô dành cho các bạn 10 phút để các bạn đọc lại bài, sau đó các bạn đưa đáp án cho cô. Hả? Chưa chưa. Rõ cô không ạ? Bây cô sẽ dịch qua cái bài này nhé. Man is land animal. Như vậy man là con người, nói chung đúng không? Con người là động vật, animal là động vật ở trên cạn, này trên mặt đất là trên cạn, đúng không? But he also close tied to the sea. He là đây là khi người ta nói trong tiếng Anh, người ta nói một cái người mà không cụ thể một giới, nói chung là con người thì người ta dùng từ man, đúng không? Như vậy là gì? Nhưng mà cũng gắn bó chặt chẽ với biển. Đấy, tie đi, close tie là gì? Gắn bó chặt chẽ với biển. Through short history, the sea has served the needs of man. Trong suốt lịch sử, through short history là lịch sử, đúng không? À, lịch sử thì biển đã phục vụ, sea has served là phục vụ cho, the needs of man là cho nhu cầu của con người. À, the need, nhu cầu con người. The sea has provided man with food and convenient way to travel to many parts of the world. Và đây là gì? Biển đã cung cấp cho con người cái lương thực, food là lương thực, và đấy, the way to travel tức là gì, và cái phương tiện để đi lại thuận lợi, convenient, thuận lợi từ nhiều nơi, of the world là trên thế giới. Today, ngày nay, nearly 2/3 of the world population lives within 18 km of the sea coast. Ngày nay gần 2/3 population là dân số trên thế giới sống trong phạm vi là 80 km, đúng không? Đấy, tính từ bờ biển, of the sea coast là tính từ bờ biển. In the modern technology world, câu này là gắn bó với cuộc sống của bạn hiện tại bây giờ đây này, đúng không? Trong thế giới công nghệ, technological, công nghệ hiện đại hiện nay, đúng không? Biển, the sea offers many resources to help mankind survive. Thì biển đã gì? Cung cấp nhiều resources là cái nguồn tài nguyên, to help là giúp cho nhân loại, mankind là nhân loại, survive là sinh tồn, đúng không? Resource on land là các cái tài nguyên ở trên mặt đất. Are being to be used up. Câu này to be used up các bạn học rồi. Là bằng get, tức là bằng hết cạn kiệt. Use up là sử dụng hết. Tức là gì? Các nguồn tài nguyên trên đất liền đang bắt đầu được sử dụng cạn kiệt, sử dụng dần cạn kiệt đi. However, đấy, tuy nhiên thì the sea, biển, đúng không? Vẫn có thể, still can be hope là có thể được hy vọng, tức người ta hy vọng biển ấy, thì tức là bị động. Được hy vọng to supply man needs, tức là gì? Supply man needs là biển vẫn được, có thể hy vọng được đáp ứng nhiều những nhu cầu của con người. Man's needs là những nhu cầu của con người. The list of bridges
of the sea yet to be developed by man's technology is impressive. Là cái gì đây ạ? The list là danh sách of của các cái nguồn tài nguyên rich, tức là nguồn tài nguyên giàu có của biển. Yet là vẫn chưa, đúng không? Chưa được. Đấy. To be developed là chưa được phát triển bởi cái công nghệ. Đấy, mặc dù là sống trong thời đại công nghệ rất là phát triển, công nghệ hiện đại, nhưng mà vẫn chưa được công nghệ con người ta phát huy một cách gì ấn tượng, phát huy một cách ấn tượng. Ice and gas exploration. Exploration là gì? Việc thăm dò. Exploration là khám phá đấy, thăm dò ra các cái khí đốt. Oil là các cái dầu. Đấy, thăm dò dầu khí và khí đốt đã được thực hiện làm sao? Have been carried out. Carry out là bằng từ thực hiện. Các bạn ghi một số các cái từ nó tính chất là phrase verb để các bạn hiểu nghĩa. Carry out là thực hiện gần 30 năm nay. Tức là việc thăm dò các cái dầu và khí đốt được thực hiện gần 30 năm nay. Valuable amounts of mineral. Mineral là gì? Là khoáng sản. Đúng không? Là một số cái từ vựng mới. Mineral là cái gì nhỉ? Một cái nguồn lượng khoáng sản. Đấy, valuable có giá trị. Đấy, về khoáng sản. Existing là tồn tại. Đấy, dưới on the earth floor, floor là cái nền, gọi là cái đáy của đại dương. Are really to be mined và gì đã sẵn sàng, really đã sẵn sàng to be mined, mined đây là khai thác. Đã sẵn sàng để được gì? Khai thác rồi. Đấy. Tức là nó vẫn nằm ở dưới đáy đại dương và bây giờ đã sẵn sàng để được khai thác. Rồi tiếp nào. Fish farming promise to be a good way to produce large quantities of food. Đấy, fish là cá, đúng không? Cái lượng cá nuôi, cá này đấy, hứa hẹn là một cái cách tốt để có thể sản xuất, đúng không? To be produced, to produce là sản xuất một cái lượng lớn, large quality, số lượng lớn về mặt thực phẩm. The control of fish. The control là gì? Là cái văn hóa nuôi cá, đúng không? Đấy, và các động vật có vỏ. Shellfish là một động vật có vỏ, là cái kỹ năng từ thời nguyên thủy, đúng không? Practice in the past mainly by oriented people là cái kỹ năng từ thời cổ xưa và được thực hiện, đúng không? Đấy, practice là được làm ấy, được thực hiện. Practice in thực hiện từ thời cổ xưa, được thực hiện bởi những người oriental là thực hiện bởi những cái người mà người này là người nguyên thủy, người phương Đông. Đấy, người gọi là người phương Đông trong quá khứ. Đấy, các bạn ghi chỗ này cho cô là từ vựng để tí nữa. Đây là một câu rồi. Người phương Đông. Đọc hiểu đấy. Xa xưa. Thời xưa. Rồi. Tiếp. Beside oil and gas. Là bên cạnh hay là ngoài dầu khí. Ngoài dầu và khí đốt. Thì the sea là biển. Có thể cung cấp những nguồn năng lượng mới. Offers new source. New source, source là nguồn năng lượng. New là mới, như cung cấp những nguồn năng lượng mới, đúng không? Đấy, cho năng lượng tức là nguồn năng lượng mới. Expert, các chuyên gia. Believe là tin rằng the warm temperature, nhiệt độ ấm áp của đại dương, of the ocean, đại dương có thể được sử dụng. Mà in a similar a way similar to the steam of steamship, được sử dụng tương tự theo như là cái cách mà hơi nước trong tàu nước vậy. Đấy, cái này các bạn dùng đi, steam là cái hơi nước. Đấy, trong cái tàu hơi nước được sử dụng tương tự, tức là cái nhiệt độ ấm trong đại dương thì có thể được sử dụng tương tự như cái hơi nước trong cái tàu sử dụng hơi nước. Đó. Ocean currents and waves offer possible use as a source of energy. Ocean là gì? Dòng, cái này người ta gọi là cái current là cái dòng hải lưu. Đấy, các bạn ghi từ vựng mới vào. Cái dòng hải lưu nó mang tính chất là học thuật về về thiên nhiên. Cái dòng hải lưu và các cái sóng, waves là sóng, có thể cung cấp được sử dụng, đúng không? Use as source of energy là nguồn năng lượng. Đấy, như vậy cái dòng hải lưu và sóng có thể được sử dụng như một nguồn năng lượng. Technology, công nghệ. Is enable là có thể cho phép con người ta. To explore là gì? Khám phá. Even more deeply là sâu hơn. Under the sea ở dưới bề mặt của đại dương. The development là cái sự phát triển. Đấy, strong. Sự phát triển của các gì?
strong new material, như các bạn phải dịch ngược lên, là của các vật liệu vừa mới vừa mạnh đấy, vừa khỏe. Has made this possible, có thể làm cho điều này có thể thực hiện được, tức là cái việc khai thác sâu dưới đại dương là có thể thực hiện được nhờ tìm ra các cái nguyên liệu khỏe mới và mạnh, đúng không? Rồi công nghệ khai thác biển đấy, người ta phải tìm sâu dưới đại dương thì sẽ không bị quần thức ăn cạn kiệt, các bạn hiểu ý không ạ? Như vậy đây là gì ạ? Cái công nghệ khai thác harvest là kiểu như là khai thác về vụ mùa, thì đây là khai thác biển tiếp tục được gì, continue improve là tiếp tục được cải thiện. Này này này, đeo tất vào, quay lại quay lại. Rồi như vậy là các bạn đã vừa, cô vừa dịch xong cho các bạn cái phần này rồi đấy, các bạn hiểu được cái bài này. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài đọc hiểu. Được chưa ạ? Rồi đây bài kiểu của ô chết chết rồi. Đây đây về bài đọc hiểu này, Thảo nào làm cho cô bài câu 29 nào. The major tức là ý chính trong cái đoạn văn trong của về biển này, cung cấp cho con người là gì, những cái lương cái chính mà biển cung cấp cho con người là gì? Fish oil, mineral and oils, food energy, salt and mineral hay ocean currents and waves. Rồi bây giờ các bạn nhìn nào, như vậy xong đáp án câu 32 là C, man in the sea là con người và biển cả. Rồi bây giờ sang phần bài closest meaning là chọn nghĩa the same meaning, tức là gần như là viết lại câu sao có nghĩa không đủ. Các bạn nhìn câu này, người ta có câu là gì, mà thật là đáng tiếc tôi không thể nấu ăn ngon như mẹ tôi cả, as well as, tức là đây là thực tế là mình không nấu, không nấu ăn ngon như mẹ mình. Thế bây giờ tôi ước, câu ước thì có ước ở hiện tại thì chia quá khứ, ước ở quá khứ thì quá khứ hoàn thành, đúng không? Rồi thế bây giờ mình chọn gì nào, Khánh Ngọc nhanh, cứ lần lượt Khánh Ngọc thì đến Thảo nào. I wish gì? Rồi bên này cô B can, with là ngược, thực tế là tôi không nấu ăn bằng tôi can đấy này, đấy là hiện tại đơn thì mà Dũng vẫn dùng câu ước là can thì sai. B và C, D đã là sai rồi. Bên A và C em chọn gì, câu C tại sao sai đấy, cút cút e, cút e thì chỉ nấu ngon bằng thôi, nhưng mà lại tại sao sai, bởi vì từ cút ở đây này là tính từ, thì tính từ không dùng sau gì cút được, thấy chưa, người ta dùng trạng từ là well, nên câu A đúng rồi. Tốt, tiếp đi câu 34 nào, Thảo nhanh nào. Sau sắc ghét các bạn có công thức là gì, hôm trước cô học chưa, ghi vào sau sắc ghét dùng công thức gì đây Thảo? Một là dùng verb ing nhá, nếu động từ thêm ing, còn nếu sau sắc ghét mà các bạn dùng nó có sắc ghét cả một mệnh đề sắc ghét that, thì sau that này các bạn lưu ý cho cô, mệnh đề này chủ ngữ luôn luôn cộng với động từ V không, nhớ nhá, luôn luôn cộng với động từ V không, dù chủ ngữ có là she, he, it thì động từ vẫn là V không, nhớ cho cô cái cấu trúc này rất hay bị đánh lừa. Như vậy đáp án là gì, to you sắc ghét là sai này, to using thì là sai rồi. Như vậy em chọn gì, đọc cả câu lên xem nào, em chọn gì xong mới đọc cả câu lên. Như vậy đáp án là gì? Đúng rồi, em chọn đáp án D và đọc lên là she suggest using environment. Chờ. Câu 35 Khánh Ngọc. Nhanh. C. Câu này là câu điều kiện. Khi đã nói câu điều kiện thì sao? Về if thì hiện tại đơn, với còn lại là will hoặc là can hoặc là could. Nếu điều kiện đó là hiện tại mang nghĩa tương lai, một là làm xong bài tập hoặc là con sẽ không được ra ngoài với bạn của mình đâu. Như vậy đây là một lời răn đe, nếu muốn nói một lời răn đe khi dùng if thì phải if mang nghĩa hiện tại đơn, với còn lại sẽ là gì, chủ ngữ cộng will không, để nói đến một hoạt động làm sao, điều kiện gì ở hiện tại nhưng mang nghĩa gì, mang nghĩa gì ở Khánh Ngọc, Khánh Ngọc nói to lên, mở mic ra, mình đã trả lời xong đâu mà chưa gì đã tắt mic làm gì. Bây giờ cô bảo xong câu này chuyển sang bạn khác thì mình mới tắt mic, chứ ở nhà suốt ngày có xây dựng đâu mà cứ phải tắt liên tục thế, chưa hỏi xong đã tắt mic rồi nào. Thế đây là câu điều kiện gì, nói lại cô xem nào. Có nhớ điều kiện gì không, nói to lên, đây là điều kiện gì,
Nào, công thức thế nào đây? Vế íp làm sao? Vế còn lại chủ ngữ có phải đi v không đâu. Tại sao biết là chủ ngữ đi v không? Hiện tại đơn thì có v không với s chứ. Em đọc một là công thức, hai là không đọc công thức chứ đọc cái kiểu gì đây? Đọc công thức lên. Vế íp chia cái gì? Đây là điều kiện là gì? Là điều kiện nếu như bạn làm xong bài tập thì bạn sẽ gì? Được đi chơi. Đúng không? Thế bây giờ nếu bạn không làm xong bài tập bạn sẽ không được đi chơi. Câu C này đúng về nghĩa, câu A sai ở đâu đây? Trừ khi thì em phải dịch cái vế này trước thì mà thì sẽ hợp lý này. Bạn có thể đi chơi trừ khi bạn hoàn thành xong bài tập thì không được. Bạn có thể đi chơi trừ khi bạn không hoàn thành xong bài tập thì bạn sẽ không được đi chơi, kiểu như thế. Tức là trừ khi, cũng như là bạn có thể được điểm 10 trừ khi bạn lười học. Thế nghĩa là khi bạn lười học thì bạn không thể được điểm 10. Nhớ nha. Thế cho nên câu này là sai về cách dùng unless. Unless ở đây thì là sẽ phải là trừ khi bạn không làm bài tập cơ. Đúng không? Tức là bạn sẽ được đi chơi trừ khi bạn không làm bài tập. Thì không làm bài tập sẽ không đi chơi. Thì unless đây là sai. Vì nếu bạn dùng unless thì bạn phải cho not vào. Hoặc unless bạn giữ nguyên thì vế đằng sau phải có not. Nếu như không làm bài tập thì bạn có thể đi chơi, thì câu này sai về nghĩa. Phải biết mỗi câu tại sao sai. Câu này nếu bạn làm xong bài tập thì lại không được đi chơi thì sai. Được chưa? Rồi câu 36 nào. Câu take và spend đây, ngay đầu có đã ôn đây. Thảo nói nhanh nào. Cấu trúc spend này gì, spend gì đây? Thảo nào. Spend time gì? Thế phải chọn đi. Spend time verb in thì em chọn gì? Spend for verb in mà đây còn to sai không? Mình nói thì mắt mình bây giờ mới làm thì mình tốt nhất mình phân tích từng câu đi. Đúng không? Bây giờ còn mỗi gì câu A và D thì chọn câu nào? Thế thôi, mà sao cầm ừ mãi thế? Đúng chưa? Spend for reading. Được chưa nào? Đúng với công thức chưa? Như vậy nhìn vào công thức để làm chứ không phải là mình nhìn vào các câu trả lời để mình đoán rõ rõ đoán đâu. Như thế thì chỉ có sai thôi. Câu 37 nào. Câu này là so sánh hơn kém đây. Snowboarding is more dangerous than. Đây là cấu trúc có more than. Nguy hiểm hơn là chơi tennis. Như vậy người ta đưa tennis lên đầu. Như vậy một là em sẽ dùng cấu trúc bằng là không nguy hiểm bằng, hoặc ngược nghĩa với nguy hiểm sẽ là gì? Nhưng mà đây rõ ràng nhìn thấy e rồi. E thì rõ ràng so sánh bằng. Thế thì ghi đi, so sánh bằng là gì đây? Ngọc. Chủ ngữ 1 to be rồi, xong đến e rồi, xong adjective ở giữa. E chủ ngữ 2. Nào đáp án nhanh nào. B là gì, đọc lên. Rồi. Tôi đang tìm một cái mà ở giữa nó phải là có to be và phải có e sẽ adjective cơ, còn ông này là có ly là sai. Ly là trạng từ nên không dùng cho so sánh của tính từ. Đây là not thì không được. Mà hai cái là nó gì? Không phải tennis is not dangerously thì câu này vẫn sai ở ly. Câu 1 sai ở đâu? Hai cái lại bằng nhau thì sai, đúng không? Đây là một cái không bằng cơ thì cái kia mới hơn. Rồi, tiếp đi câu 38 nào Thảo. Có từ last night, I saw, nobody saw her book at the party last night. Và người ta đưa her book lên, đưa về câu bị động. Câu bị động có công thức như nào Thảo, xem còn nhớ công thức bị động không? Chủ ngữ cộng to be gì? Động từ phân từ hai, tất cả đưa về dạng này cho cô. Bây giờ soi vào. Xem cái nào đúng công thức chủ ngữ to be phân từ hai. Chủ ngữ là her book thì to be có là where không? Nào đáp án là gì? Cái nào mà chả were not seen? A hay B? Đáp án B nhá. Là her book wasn't seen. Được chưa? Đúng câu bị động. To be đi với chủ ngữ. Chứ còn where là phải book số nhiều cơ. Được chưa? Her book, một quyển sách were gì? Phân từ hai là seen và đây là phủ định là wasn't seen. Câu 39 nào. Đây là cấu trúc but thì but hay thường đi với lại despite hoặc là inspire, các bạn lưu ý nhá. Đấy, bắt taxi nhưng mà vẫn đến muộn. Đến phỏng vấn muộn, như vậy mặc dù bắt taxi nhưng vẫn đến muộn. Để ý cho cô although thì làm sao? Sau although các bạn dùng gì? Khánh Ngọc. Mệnh đề, một mệnh đề đầy đủ đúng không? Sau although viết đi. Sau although cộng với một mệnh đề có đầy đủ chủ cộng gì? Cộng vị, thế còn sau gì nữa? Cũng là mặc dù, nhưng nếu em dùng in gì, inspire ghi vào, không hôm nay lại quên. Inspire hoặc là despite. Despite thì không có of đâu, nhiều bạn vẫn còn despite of là nguy hiểm nhá. Thì sau này em chỉ dùng với động từ thêm in thôi, hoặc là một danh từ hoặc một cụm danh từ.
cô gọi chung nó là danh từ. Rồi, thế bây giờ làm bài đi nào. Đúng rồi, với mỗi câu dâu này là có đầy đủ chủ vị là gì? Có Jenny là chủ ngữ, Trúc có taxi, đúng không? Jenny là chủ ngữ, Trúc là động từ. Nhưng mà cái này ô dâu lại taking a taxi là cả một cụm động từ thêm in không được. Ô dâu phải dùng mệnh đề đầy đủ. Inspire thì lại sau of thì không bao giờ thúc lại đứng một mình, phải là taking thì đúng. Được chưa? Đấy. Như vậy câu A tại sao sai? Cũng là inspire đầy đủ chủ vị là sai. Inspire tôi chỉ dùng với một cụm danh từ hoặc động từ thêm in thôi. Rồi, C correct. Câu 40 Thảo làm nhanh nào. Thảo vừa cho rằng đây đáp án đa A. Con để ý cho cô. Viết vào trong vở cho đỡ quên, nhiều lần vào sau này còn dạy được cả các bạn khác. Because of hoặc dạy em mình. Sau because of cũng là bởi vì chỉ dùng danh từ hoặc động từ thêm in. Nhưng nếu các bạn chỉ dùng mỗi because thì các bạn sẽ cộng với một mệnh đề. Thì mệnh đề là gì? Là bao gồm đầy đủ câu có đầy đủ chủ cộng vị. Thì cứ nhìn vào đây thôi, đều mang nghĩa là bởi vì. Đúng chưa? Như vậy chúng tôi không đi ra ngoài bởi vì trời mưa. Thì có nghĩa là bởi vì trời mưa mà chúng tôi không đi ra ngoài. Như vậy ở đây we didn't go out because it's rain heavily. Câu này tạm thời chưa có gì sai, những of sau of thì chúng ta không dùng một câu đầy đủ thì chúng ta chỉ dùng danh động từ thôi. Câu này sai. Câu B didn't go out dùng y nhau, chỉ sau vế đầu sau thôi. It didn't, trời không mưa thì sai. Trời mưa thì tôi mới không đi chứ. Đấy, bởi. Rồi, câu D tại sao sai à Thảo? Câu D tại sao sai? Tại sao sai? Chỗ nào là sai, từ nào sai? Đúng rồi, bởi vì heavy là tính từ, đứng sau rain là động từ thì các bạn phải xác định nó là trạng từ thì phải heavily. Nhớ nhá, chúng ta phải biết tại sao cụ thể để sai mới được. Rồi, ok các bạn. Như vậy hôm nay cô đã chữa cho các bạn toàn bộ một cái đề tròn trịa 40 câu. Đấy, y như đề thi tốt nghiệp luôn. Lớp 9 lên 10 đấy. Đấy, nó là 40 câu như này với các phần thành phần như này luôn. Cấu trúc của một đề thi nó như này luôn. À, các bạn tự nhìn vào, tự soi lại bài viết của mình xem là mình đúng được bao nhiêu câu trên 40 câu này. Đó, cô sẽ gửi tiếp về nhà cho các bạn. English test 05 các bạn làm bài trước nhá. Để phải nộp lại bài cho cô. Chứ các bạn không làm thì chữa các bạn sẽ không được nhanh nhạy và nó không biết là mình làm đúng bao nhiêu cả, cực kỳ nguy hiểm. Nhá, bạn Thảo với bạn Khánh Linh nhá. Bạn Ngọc nhá. Rồi ok, bài hôm nay chúng ta dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi sau. Bye bye, see you next time.